để mà không có tốn tiền dẫn con em các bạn đi sở thú. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của TN91 Vlog nha. Hôm nay mình xin thông báo với các bạn một cái tin vui, đó là Google vừa ra mắt tính năng xem động vật hình 3D bằng Google Search. Tính năng này thì vừa được Google ra mắt cách đây khoảng một tuần. Và hôm nay thì mình sẽ làm video chia sẻ với các bạn chi tiết làm sao để sử dụng cái tính năng xem động vật hình 3D. Trước khi đi vào hướng dẫn thì các bạn đừng quên cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Và đừng quên bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi đầu tiên thì mình sẽ demo cho các bạn xem một vài cái con vật trông khá là thú vị bằng cách xem 3D nó ở trên Google Search nha các bạn. Để mà không có tốn tiền dẫn con em các bạn đi sở thú. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Google Search xem hình ảnh động vật 3D để cho con em các bạn có thể vừa giải trí vừa học hỏi thêm rất là nhiều thứ. Và hình ảnh 3D này thì nó cũng tương đối là sống động, giống như ngoài đời thật vậy. Thậm chí là có những con ở trong sở thú còn không có để mà xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chia sẻ với các bạn cách làm sao để sử dụng được cái ứng dụng này ở trên điện thoại Android. Đối với Android thì các bạn phải sử dụng hệ điều hành từ Android 7 trở lên. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất điện thoại, không phải là hãng nào cũng có thể xem được chức năng 3D này nha các bạn. Đối với iOS thì các bạn có thể sử dụng thiết bị từ iPhone 6S trở lên, hệ điều hành iOS từ 11 trở lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng Google Search để xem hình ảnh 3D nhé. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt web. Hoặc là cái ứng dụng Google được cài đặt sẵn ở trên hệ điều hành Android của các bạn. Các bạn vô mục Google thì nó có cái mục tìm kiếm ở đây. Ví dụ ở đây bây giờ mình sẽ gõ con hổ, các bạn kéo xuống dưới. Các bạn sẽ thấy ở đây xem chế độ 3D thì có nghĩa là có hình ảnh 3D để cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái mục bên dưới, các bạn nhìn thấy xem tại không gian. Các bạn có thể kiếm một cái không gian nào đó rộng rộng một chút. Mình sẽ xoay ngang màn hình để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Các bạn hãy thu nhỏ lại, các bạn di chuyển. Google nó sẽ có hai chức năng, chức năng hòa trộn với vật thể và chức năng không hòa trộn. Nếu vào đây các bạn sẽ thấy ở cái mục góc bên này nhá, các bạn tắt cái hòa trộn đi thì con vật của bạn sẽ nổi ra ngoài. Còn nếu các bạn bật chức năng này lên thì con vật của các bạn có thể nó sẽ bị chìm vào trong vật thể xung quanh. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lại gần cho các bạn xem, các bạn mà có cái kính 3D thì nó thân thực hơn rất là nhiều nè. Đây mình đi lại gần cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn có thể lại gần, các bạn xem mắt, mũi. Lại gần thì râu rất là giả nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay qua bên hông cho các bạn xem bên hông của nó nhé. Có bóng luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? Rồi, đây các bạn xem đuôi nè. Đó. Cái này thì các bạn đâu cần vô sở thú đâu, các bạn có thể xem chi tiết sát với con vật luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử một con vật khác cho các bạn. Và cái tính năng này vì là Google mới ra mắt chỉ được khoảng một tuần thôi nên nó sẽ chưa có hoàn thiện, nhiều tính năng còn thiếu. Ngoài ra cái số lượng con vật mà có thể xem được 3D thì nó còn rất là hạn chế. Hiện tại mình chỉ tìm được khoảng tầm 20-30 con vật. Mình sẽ để danh sách các tên con vật bên dưới mà có thể xem được 3D trên ứng dụng Google Search này.
Còn nếu như mà các bạn tìm được những con vật nào khác thú vị hơn mà mình chưa tìm ra thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới giúp mình. Mình hy vọng trong thời gian tới thì Google sẽ cải thiện thêm cái tính năng này, có thêm nhiều những con vật thú vị hơn, áp dụng được trên nhiều điện thoại hơn, và đặc biệt là tăng chất lượng hình ảnh 3D lên để trở nên sống động và chân thực hơn. Rồi, video của mình tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới khi mình ra video nha các bạn.